Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Chiều mùng 2 tháng 6, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận thông tin. Một cô gái trẻ bị ngất sau khi chen vào đám đông đi theo ông Thích Minh Tuệ. Rất may, có hai cán bộ chiến sĩ công an thị xã Hương Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông kịp thời phát hiện, dìu vào lề đường. Ngay sau đó, một phụ nữ đã cõng cô gái này rời khỏi đoàn đông người. Một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Hương Trà nói: "Thời điểm xảy ra sự việc trời còn sớm, chưa có nắng nên chắc không phải do sốc nhiệt. Khả năng cô gái này chen vào đám đông, bị đuối sức nên bị ngất." Cùng ngày, đại diện chính quyền huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận hai người phụ nữ ở địa phương này bị sốc nhiệt khi cùng đoàn người đi bộ để bám theo ông Thích Minh Tuệ. Nguyên nhân do thời điểm đó trời đang nắng gắt, bất ngờ chuyển sang mưa rông. Dẫn đến hai phụ nữ này đuối sức, mệt và nằm xuống mặt đường. Rất may, hai người được lực lượng công an kịp thời đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe đã hồi phục. Trước đó, tối 30 tháng 5, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Lương Thanh S, 47 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong không qua khỏi. Ông Lương Thanh S được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế chiều 30 tháng 5 trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông S tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách thời điểm nhập viện 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5. Ông S nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu, hồi sức tích cực trước khi được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Với triệu chứng này Ông S tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị trước khi được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian qua, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, quê huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, đi khất thực qua nhiều tỉnh thành, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày đầu tháng 5 năm 2024, khi ông đi qua một số tỉnh miền Trung, bắt đầu xuất hiện nhiều người được cho là tu sĩ tự nguyện đi cùng với ông. Ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đang bộ hành vào các tỉnh phía Nam và đang đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn người đi đến đâu gây sự hiếu kỳ và tập trung đông người khiến giao thông ách tắc